Dạ, shop Mỹ Ngân em xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đang xem kênh Đồ Sư Cũ Mê Công ạ. Shop Mỹ Ngân em hôm nay về một số sản phẩm giao lưu và báo giá với cô chú anh chị gần xa. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop em nha. Rồi mã đầu tiên vô hôm nay em giới thiệu cho mình một bộ bàn trường kỷ cẩn ốc. Bộ này gỗ gõ mặt hàng xưa nha cô chú anh chị mình. Tuổi đời trên 5-60 năm rồi nha. Bộ này thì hàng cẩn ốc rất là đẹp luôn. Trường kỷ 3 món ha. Đó. Hôm nay em lên mã H nha cô chú anh chị mình, H1. Em vô đo thông số cho mình xem trước cái bàn ha. Chiều dài phủ bì của cái bàn á là 1m45 nha cô chú anh chị mình. Phủ bì của cái mặt bàn nếu mà ra cái chân bàn 1m hơn 1m45 nha. Còn phủ bì của cái mặt bàn ở đây em đo là 58 ha. Chiều dài lọt lòng cái miếng dán nguyên ở trong cái mặt bàn là 1m35. Chiều rộng lọt lòng của miếng dán nguyên á là 38. Ủa chiều dài này đó 1m35. Lọt lòng cái miếng dán nguyên ha. Rồi chiều cao phủ bì là 75 nha cô chú anh chị mình. Cái diềm bàn á là 20. Cái đố của chân á là 10 phân. Đó, mình xem giùm em ha, mặt bộm chân móng, bộ này khá đẹp cô chú anh chị mình. Hàng này em bao cho cô chú anh chị mình là chuẩn hàng trên 5-60 năm ha. Có sao em sẽ báo cho mình y như vậy. Đó, ở phía trên đây cẳng tích rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Đó. Đó, có ông ngồi câu cá đây ha cô chú anh chị mình. Thích người ngồi câu cá ha. Rồi mình xem giùm em. Đó, mình xem ha, cẳng ốc rất là đẹp luôn. Hàng em bao cho mình chuẩn hàng trên 5-60 năm nha. Đó, gỗ gõ mặt. Hàng thì em kiểm tra thấy tình trạng là lành tích nha cô chú anh chị mình. Không bị sứt ốc và không bị tét xé gỗ nha. Ở phía chân là mặt bộm chân móng nha cô chú anh chị mình. Hàng khá đẹp luôn. Bộ này trường kỷ gồm có 3 món ha. Bộ này thì em sưu tầm về chỉ mới lao sơ cho cô chú anh chị mình xem thôi nha. Đó, hàng thì rất là đẹp luôn. Đó. Cô chú anh chị mình giao lưu thì em sẽ lau chùi sạch sẽ và giao cho cô chú anh chị mình ha. Rồi em qua đo thông số cho mình xem một cái băng. Chiều dài phủ bì là 1m94. Lọt lòng là 1m80. Chiều rộng lọt lòng là 50 nha cô chú anh chị mình. 50 rất là rộng rãi thoải mái ha. Chiều cao từ mặt đất lên chỗ mình ngồi là 50. Cái diềm của tay cầm là 7 phân. Chiều cao phủ bì của cái ghế là 1m1. Cái diềm tựa lưng nó dày là 3 phân rưỡi, gần 4 phân cô chú anh chị mình. Khá là dày dặn luôn, chắc chắn ha. Đó, bộ này gỗ rất là đẹp ha. Cái đường người ta cẩn rất là tơ tóc luôn cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Bộ này tuổi đời cũng khá sâu rồi, chất liệu gỗ thì rất là đẹp, cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Ở những cái tựa lưng người ta cẩn chữ thọ đó cô chú anh chị mình, rất là đẹp luôn nha. Đó, còn ở phía dưới chỗ mình ngồi cũng có cẩn luôn ha, dây hoa và rất là đẹp. Bộ này thì hai cái băng dài nó bằng nhau, em đo đại diện một cái thôi nha cô chú anh chị mình.
Đó, mình xem mình yêu mến cái sản phẩm bên em thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em là 0968877667 nha. Em sẽ quay phim và gửi thêm hình ảnh cho cô chú anh chị mình tham khảo. Địa chỉ của em là ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ha. Cô chú anh chị mình ở gần em thì liên hệ với em mình qua xem trực tiếp nha. Đó, mình xem giùm em ha, hàng lành lặn rất là đẹp luôn. Đó. Đó, mặt sau của chú anh chị mình xem từ mặt trước mặt sau gì cũng rất là lành lặn nha. Nó không có bị nứt xé gỗ ha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Bộ bàn này là mã H1 giùm em ha. Bộ bàn trường kỷ gỗ gõ mặt hàng xưa nha cô chú anh chị mình. Đó thì em giao lưu bộ này với cô chú anh chị mình á, bao phí ship toàn quốc cho mình luôn là giá 46 triệu ha. Đó cô chú anh chị mình nhân dịp cuối năm thì em ra cái giá cũng khá là mềm ha. Lên giùm em mã H1 rồi mã H2 hôm nay em giới thiệu cho mình một tấm tranh thuận buồm gỗ gõ mặt hàng cẩn ốc của chú anh chị mình xem. Đó hàng rất là đẹp nha. Kích thước tấm tranh này thì chiều dài phủ bì là 1m6 nha cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì là 1m6. Chiều cao lên của nó là 80 ha. Độ dày là 4 phân. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em hàng gỗ gõ mặt cẩn ốc luôn nha. Tranh này là tranh cũ thôi ha, chưa phải là xưa nha. Có sao em báo cho cô chú anh chị mình như vậy thì em bao tình trạng của nó là lành lặn liền lạc hết, không có bị sứt mẻ hay đắp giá chỗ nào. Đó, tình trạng ốc cũng còn nguyên dạng ha. Mã này lên giùm em mã H2. Còn cô chú anh chị mình á, muốn cho nó không có lộn thì mình cứ chụp hình và gửi qua Zalo giùm em nha. Mình xem cái sản phẩm nào mình yêu mến thì mình chụp hình gửi qua giùm em. Rồi mã H2 này em giao lưu cô chú anh chị mình 12 triệu bên em bao phí ship tận nhà. Quay phía sau chú Hải ơi, quay phía sau cho khách coi. Anh lại phụ tay nè. Rồi người bên. Hạ quay xuống. Lật lại. Ừ. Rồi ở phía sau thì em cũng đã vô keo cho mình ha, để thời gian nó giữ được cái khung gỗ nó không bị co nhót gỗ nha cô chú anh chị mình. Đó, để cho nó bảo vệ cái ốc của mình nó không có bị sức ra ha. Rồi mã H2 này em giao lưu mình 12 triệu bao phí ship tặng nhà. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha, đúng hàng đúng sản phẩm cô chú anh chị mình mới thanh toán. Còn không đúng sản phẩm cứ hoàn về em không tốn phí ship ha. Để ngược hết trơn luôn hai tấm luôn. Rồi tiếp theo thì em có bộ Đức Lưu Quang nha cô chú anh chị mình. Bộ cuốn thư Đức Lưu Quang gỗ gõ mặt hàng thiếp vàng nha cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì của cái cuốn thư này em đo là 1m50 nha. Chiều cao phủ bì á là 55. Độ dày thì 5 phân. Đó mình xem giùm em ha. Còn cái cặp liễn này là hàng liền khối nha cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì á, là 1m45. Chiều rộng qua của nó là 16. Độ dày thì hơn 2 phân. Còn hai tấm này là liền khối nha cô chú anh chị mình. Đó mình xem giùm em ha. Nó có dịch tiếng Việt cho mình ở trên chữ Tàu còn dưới tiếng Việt ha. Nói cho cô chú anh chị mình dễ dễ nhìn. Những cái chữ, những chi tiết người ta thiếp vàng rất đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, còn hai cái miếng này là gời nha, hai cái đầu con rồng này là gời nha cô chú anh chị mình. Đó, khi giao lưu thì em sẽ tháo ra về mình gắn vô giùm em ha. Đó, mình gắn vô như vậy nó cũng rất là chắc chắn luôn ha. Rồi, cặp liễn đó thì hàng liền khối nha. Để em quay phía sau cho cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Thì tình trạng của cái này em thấy nó cũng lành lặn liền lạc hết. Coi chừng sức. Ừ, kéo ra. Ừ. Đây mình xem giùm em nha, mặt sau đây. Đó thì bộ này là H3 nha cô chú anh chị mình. Em giao lưu mình bộ Đức Lưu Quang này với giá 8 triệu rưỡi thôi ha. Giá rất là mềm luôn, bên em bao phí ship tặng nhà cho mình. Đây là mặt sau của cái cặp liễn của chú anh chị mình. Đó liền khối nha. Rồi lên giùm em mã H3 nha.
Đó, bên em giao lưu bao phí ship cho cô chú anh chị mình tặng nhà luôn. Rồi H4. Rồi mã H4 em giới thiệu cho cô chú anh chị mình một bộ tranh sứ đá nha cô chú anh chị mình, sứ tàu nha. Đó, bộ tranh sứ tàu, tích của nó là cầm kỳ, ối gì, tứ đại mỹ nhân nha cô chú anh chị mình. Tứ đại mỹ nhân, rất là đẹp luôn nha. Chiều cao phủ bì á, tính đo xong, ngược ngược cái tay. Chiều cao phủ bì là 79 nha. Chiều rộng qua của nó là 27. Độ dày là hơn 2 phân. Khung gỗ nha cô chú anh chị mình, móc là móc bằng đồng ha. Đó, mình xem giùm em. Tranh sứ tàu, hàng vẽ tay nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng này hàng cũ ha. Bộ này gồm có 4 tấm thì em giao lưu cô chú anh chị mình. Mã này là mã H4, giá là 3,3 triệu ha. Đó, cô chú anh chị mình xem yêu mến sản phẩm nào thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0968 877 667 nha. Đó, em bao phí ship tặng nhà cho mình, nhận hàng kiểm tra hàng lành lặn liền lạc hết thì mình thanh toán nha. Đó, lên giùm em mã này chỉ có 3,3 triệu, chọn bộ 4 tấm thôi, bên em bao phí ship. Rồi, tiếp theo thì em có một tấm tranh gốm sứ tàu luôn cô chú anh chị mình. Đó, tích là hoa đào rất là đẹp luôn nha, hàng vẽ tay. Tấm tranh này treo ngang như vậy khá đẹp luôn cô chú anh chị mình. Chiều dài là 85, chiều cao lên là 45, độ dày thì hơn 2 phân. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, hoa đào ha. Rồi mình xem giùm em. Mã H5 này em giao lưu mình với giá 2,5 triệu, bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình. Phía trên có làm hai cái móc bằng đồng nha. Rồi mình lấy ra giùm em, quay quay phía sau. Đó, mặt sau rất là lành lặn và liền lạc luôn. Rồi đem ra anh. Rồi mã H6 thì em cũng là một cái tấm tranh gốm sứ tàu khung gỗ nha cô chú anh chị mình, tích là sơn thủy hữu tình ha, rất là đẹp luôn, núi non hùng vĩ rất là đẹp luôn ha. Chiều dài phủ bì là 85, chiều cao của nó là 45, độ dày thì hơn 2 phân. Hàng vẽ tay rất là đẹp nha cô chú anh chị mình, lành lặn liền lạc, nhận tấm tranh là vừa ý liền. Đó, rất là nặng tay. Đó, em giao lưu mình với giá là 2,5 triệu, bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình. Đó, mình xem hàng đẹp mình mới nhận nha. Đó, mình xem giùm em. Đó, mặt sau đây ha. Rồi, lấy nha. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho cô chú anh chị mình mã H7, một tấm tranh chữ Phúc gỗ gõ, hàng cẳng ốc nha cô chú anh chị mình. Chiều dài phủ bì là 67, chiều cao lên em đo là 46, độ dày là 3 phân. Mình xem giùm em ha, tấm tranh này cũng khá là ý nghĩa luôn. Đó. Rồi mã H7 này em giao lưu mình với giá là 2,8 triệu, bao phí ship tặng nhà cho mình. Đó, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với em nha. Rồi mặt sau đây. Rồi tiếp theo mã H8, em giới thiệu cho mình một cái tranh lịch nha cô chú anh chị mình. Đó, mình xem giùm em ha, rất là đẹp luôn, hàng cẳng ốc, cái này là bát tiên nha. Chiều ngang qua là 40, chiều cao lên là 70 ha, độ dày thì 2,5 phân. Em đo cho mình cái khung để lịch là 19 nha cô chú anh chị mình, chiều ngang qua là 19-20 thì được, chiều cao lên tầm 24-25 ha. Rồi tấm này thì em giao lưu mình với giá là 2,2 triệu, bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình. Đó, mình xem kênh thì mình cho em xin một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị mình. Đây là mặt sau ha, hàng này là hàng cũ nha, có sao em báo cho mình như vậy. Tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái khay trà gỗ chắc nha cô chú anh chị mình. Đó, gỗ chắc thì hàng này nó như vậy. Đó, tình trạng của nó rất là lành luôn nha, hàng thì cũng gần đây thôi, có sao em báo cho mình như vậy ha. Cái đường kính của cái khay trà là 30, chiều rộng của nó là 20, chiều cao tầm chiều cao là 13 phân. Đó, mình xem giùm em cái văn gỗ, gỗ chắc khá là đẹp luôn nha.
Đó, cái khay này thì em sưu tầm về, cái giá cũng khá mềm nên để cho cô chú anh chị mình dễ chơi ha. Khay trà gỗ chắc rất là nặng tay luôn, chỉ có 1,9 triệu thôi nha cô chú anh chị mình. Vân gỗ khá đẹp luôn ha. Những cái chất liệu gỗ chắc thì không chê vào đâu được rồi ha. Rồi tiếp theo em có một khay trà gồng gỗ lim nha cô chú anh chị mình, hai con gồng nguyên khối nha. Đó, người ta đục hình con gồng rất là đẹp luôn. Chiều dài phủ bì là 53. Chiều rộng qua em đo là 31, độ dày thì hơn 2 phân, khá dày dặn luôn á cô chú anh chị mình ha. Hàng liền khối, gỗ lim cũ nha. Rồi mã này em giao lưu mình với giá là 1 triệu 8, mã số 10H nha. Rồi. Rồi mã 11H thì em có một cái cháp đựng bánh mứt nha cô chú anh chị mình, hàng gỗ gõ cẳng ốc khá đẹp luôn, tích là phu thê viên mãn nha. Cái đường kính nó em đo từ đây qua đây là 31 nha, 31 vuông. Chiều cao là số 10 là 10 phân của nó, số 10. Tích là phu thê viên mãn, hàng cả ngóc tứ diện luôn cô chú anh chị mình, khá đẹp luôn nha. Đây mặt trong đây. Đó, mình đựng bánh mứt nha cô chú anh chị mình. Đó, về mình lau chùi, mình xử lý sạch sẽ thì mình có thể sử dụng ha. Đây mặt dưới đây cô chú anh chị mình. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình với giá là 2 triệu 800 ngàn nha, mã H11 dùm em. H12, em giới thiệu cho mình một cái đồng hồ nha cô chú anh chị mình. Đồng hồ dây bò nha cô chú anh chị mình. Đó, mã H12 dùm em ha. Để em giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Cái này xài bằng cơ nha. Em đo sao ta? Chiều dài phủ bì là 48 ha. Chiều rộng của nó là 11, chiều cao phủ bì ở đây em đo là 20. Cái này mở đâu? Ôi sao? Đây mình xem giùm em ha. Cái này còn xài bình thường hả? Cái này là em bao cho mình về xài bình thường, cô chú anh chị mình đem vô dầu mình xài nha. Cái này em biết xài sao bị... Cái này về mình vô dầu, máy nó bằng đồng nha cô chú anh chị mình. Đó, hàng rất là đẹp luôn ha. Rồi em giao lưu cái đồng hồ này với, cho mình với giá là 2 triệu 800 ngàn nha. Đây mình xem giùm em ở dưới ha. Đồng hồ quai bò ha. Đó. Rồi lên giùm em mã số 12 nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái tấm tranh cây quạt nha. Cái này gỗ hương hàng nguyên khối, người ta đục chạm lên là tích là tứ linh nha. Thiếp vàng rất là đẹp luôn, gỗ hương. Hàng gần đây nha cô chú anh chị mình. Chiều dài là 1 mét ha. Chiều cao á, chiều cao là 48. Độ dày là gần 4 phân đó cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn nha. Độ dày là 4 phân. Đó, hàng nguyên khối thiếp vàng rất là đẹp luôn, tích là tứ linh nha. Rồi mã này lên giùm em mã H13 nha cô chú anh chị mình, rất là nặng luôn nha. Tranh liền khối rất là đẹp luôn, giá 2 triệu rưỡi ha. Đó, bên em bao phí ship tặng nhà cho mình. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái dĩa men gạn nha cô chú anh chị mình. Đó, tích rất là đẹp luôn ha, hàng vẽ tay nha. Chiều cao phủ bì là 37. Lọt lòng thì cái dĩa là 35 nha, luôn cái kê dĩa là 37. Rồi đem quay mặt sau cho mình ha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, hàng này có mộc nha. Đó. Rồi em giao lưu luôn cái kê dĩa mã số này là 14.900 ngàn nha cô chú anh chị mình. Đó. Rồi tiếp theo thì em có bộ trà. Bộ trà khá đẹp luôn cô chú anh chị mình. Ở phía trên cái miệng là có thiếp vàng nha, có vẽ vàng rất là đẹp luôn ha. Chiều dài của cái bình á là 16, chiều cao ở đây em đo là 12. Đây mình xem giùm em ha. Bộ trà này gồm có 6 cái ly, một cái bình và hai cái dĩa, tình trạng như vậy là lành tích nha cô chú anh chị mình. Đường kính cái dĩa nhỏ là 12. Đường kính của cái dĩa lớn là 20 ha. Đây mình xem giùm em, ở dưới chôm có mộc nha. Đó, rất là đẹp luôn ha.
Rồi chọn bộ này em giao lưu mình với giá là 900 ngàn bao phí ship tặng nhà cho mình luôn. Cái em đo cho mình xem cái thông số, đường kính miệng là 6 phân ha, chiều cao là 5 phân. Đó, 6 cái dĩa như 6 cái chung như vậy nha. Rồi lên giùm em mã số 15, giá là 900 ngàn chọn bộ nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em có một cái quả bí này để đựng bánh mứt của cô chú anh chị mình, hoặc là mình đựng hạt dưa mình ăn Tết đó, để mình ăn Tết cũng được đó cô chú anh chị mình ha, bánh mứt và hạt dưa. Rồi mã số 16, chiều cao phủ bì là 18. Cái dòng bụng của nó là 61. Em giao lưu mình cái này với giá là 800 ngàn. Đó, bình cô gái Nhật nha, ở dưới chôm có mọc đây cô chú anh chị mình. Rồi lên giùm em mã 16 nha. Rồi mã này là mã 17. Em có một cặp bình này rất là đẹp luôn. Tích của nó là gì tự nhiên quên ta. Tứ quý nha cô chú anh chị mình. Nhiều khi cái nó quên ngang vậy đó. Chiều cao phủ bì là 27. Đường kính miệng ở đây em đo lọt lòng là 6 phân. Dòng cổ là 16. Dòng bụng là 42. Đó, cặp bình của Tàu nha. Đó, vẽ tứ quý rất là đẹp luôn. Đó, hàng này nhận hàng xấu trả lợi em không tốn phí ship nha bà con. Đây ở dưới chôm có mọc ha. Hàng này hàng cũ nha. Rồi em giao lưu cặp bình này với giá là 1 triệu rưỡi mã H17 giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi H18 em có một cái bình hút lọc vẽ tay. Đó mình xem giùm em ha. Chữ tài lọc đó mình xem giùm em, hút lọc rất là đẹp luôn nha. Chiều cao phủ bì á là 36. Đường kính miệng ở đây em đo là 9 phân. Dòng cổ là 14. Dòng bụng là 78 ha. Ủa dòng bụng là 87 nha cô chú anh chị mình. Đó, khi cô chú anh chị mình giao lưu thì em sẽ xử lý và lau chùi sạch sẽ hơn nha. Đó. Mình xem giùm em. Đó, bình hoa hoa sen và cá chép ha, có chữ tài lộc mình quay ra như vậy ha. Đây dưới chôm đây cô chú anh chị mình. Rồi, mã này mã 18 em giao lưu mình với giá là 1 triệu 9 nha. Hàng rất là đẹp luôn ha, nhận hàng xấu trả lại em nha. Rồi mã ha. Mã này mã 19 nãy mã 18 ha. Mã vừa rồi là 18 nha cô chú anh chị mình. Mã này mã 19 giùm em, bên đây là cái mặt là tích là phu thê ha. Bên đây là mã đáo thành công, nó có hai mặt. Mình muốn trưng bày, mình muốn quay ra quay vô gì cũng được nha. Đó, mình quay bên nào chán thì mình đổi mặt thì thành hai cái tích khác nhau. Chiều cao phủ bì là 40, đường kính miệng là 13. Dòng cổ là 18 ha. Ở dòng bụng là 99 nha cô chú anh chị mình. Đó, ở đây có cái mọc của bác chàng. Đó, mình xem giùm em, hàng này vẽ tay toàn bộ nha. Đó, cô chú anh chị mình nhận hàng kiểm tra, nếu hàng không vẽ tay trả lời em không tốn phí ship nha. Đó, bên đây là mã đáo, còn bên đây là tích là phu thê. Lên giùm em mã 19 giá 2 triệu 6 cái bình này ha. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo em có bình men gạn đắp nổi nha cô chú anh chị mình. Đó, cái bình củ tỏi men gạn đắp nổi rất là đẹp luôn ha. Chiều cao phủ bì là 53. Đường kính miệng ở đây là 10. Dòng bụng em đo là 80 ha. Hàng này lành tích nha, mã 20. Đó, em giao lưu mình cái bình đắp nổi này với giá là 1 triệu 800 ngàn. Cô chú anh chị nào yêu mến thì cứ liên hệ với em nha. Hàng lành lặn liền lạc hết. Đây, mình xem giùm em ha. Rồi. Rồi tiếp theo em có cái bình chu đậu men gạn đắp nổi, tích vẽ là tích tứ quý nha cô chú anh chị mình. Đó mình xem giùm em ha. Chiều cao phủ bì là 48, đường kính miệng là 9 phân. Dòng bụng là 89, mình xem giùm em. Mã này 21, em giao lưu mình với giá là 1 triệu 800 ngàn bao phí ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, hàng này rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Men gạn ở ngoài đây nó vẽ tích là tứ quý ha, tùng cúc trúc mai. Rồi lên giùm em mã H21 nha. Giá giao lưu là 1 triệu 8 bao phí ship tặng nhà. Số điện thoại giao lưu của em là 0968 877 667 ha. Rồi tiếp theo em có hai cái ché, một cặp ché giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Hàng vẽ tay rất là đẹp luôn nha. Tích là chim hoa. Chiều cao phủ bì là 46. Em đo dòng bụng nha.
Dòng bụng là 78 ha. Đường kính miệng. Đường kính của cái miệng ở đây em đo là 13 phân. Đó cô chú anh chị mình xem thì giùm em ha, hàng này cũng gần đây thôi nha. Đó có sao em báo cho cô chú anh chị mình như vậy nha. Đây là chôn đế đây. Đó, hàng rất là đẹp luôn, mã H. H22 này em giao lưu mình với giá cặp này 2,2 triệu nha cô chú anh chị mình, rất là đẹp ha. Hàng lành lặn liền lạc hết cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Nhận hàng thì mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình mã H23. Em có một cái chùm nha cô chú anh chị mình. Chiều cao phủ bì là 45. Dòng bụng là 90 ha. Đó mình xem giùm em. Ở phía trên đây là tích con rồng ha. Ở phía dưới đây là tích thập bát La Hán ha. Ở phía trong đây cũng có tích luôn nè cô chú anh chị mình, rất là đẹp ha. Ở bên đây nó có cái mọc đỏ luôn nè. Đó, nói chung là quá đẹp luôn. Mình xem giùm em ha. Đường kính miệng ở đây em đo là 22 nha. Rồi mã này là mã H23, em giao lưu mình với giá là 1,800,000 dưới chôm có mọc luôn. Hàng bao đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mình một cái bình củ tỏi nha cô chú anh chị mình. Đó, tích là rất là đẹp luôn ha. Hàng vẽ tay nha. Men sứ Tàu. Chiều cao phủ bì là 54. Đường kính miệng ở đây em đo là 16. Dòng cổ của nó là 37. Dòng bụng là 92. Rồi mã này H24 em giao lưu mình với giá là 2 triệu nha cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị mình yêu mến thì liên hệ với em giùm ha. Hàng bao đẹp luôn, hàng toàn bộ là vẽ tay nha. Đây dưới chôm đây cô chú anh chị mình. Rồi mã này cũng là mã cuối clip ha. Mỹ Ngân em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video ha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.